Trong mỗi chúng ta, ai sinh ra cũng có một hoàn cảnh và mỗi người cũng có một ước mơ. Nhưng để chạm được đến ước mơ và hiện thực hóa ước mơ ấy, thì cần cả một chặng đường để nỗ lực phấn đấu. Với tuổi trẻ, và đặc biệt là những tấm gương sinh viên năm tốt, thì cũng không ngoại lệ. Ngoài nỗ lực hết mình trong học tập, thì ở họ còn có điểm chung, đó là tham gia nhiệt tình các phong trào đoàn hội để thực hiện ước mơ và cống hiến sức trẻ cho xã hội. Nhân ngày học sinh sinh viên Việt Nam ngày 9 tháng 1, mời quý vị cùng gặp gỡ những sinh viên tiêu biểu như thế của Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng qua phóng sự sau. Sau những giờ học kết thúc ở trên lớp, bộ nhóm các bạn sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng lại hăng say luyện tập dân ca, dân vũ. Và để có những buổi tập vô cùng sôi động, những phút giây thư giãn vui vẻ ấy, không thể không nhắc đến vai trò của cô sinh viên năm 2 Phạm Thị Thảo, đang theo học tại khoa dược. Bởi Thảo chính là nhóm trưởng thành lập nên câu lạc bộ dân ca, dân vũ và cũng là người trực tiếp sáng tạo, dàn dựng các tiết mục cho các bạn sinh viên luyện tập. Không chỉ sôi nổi trong các hoạt động phong trào văn nghệ, mà cô sinh viên năm tốt Phạm Thị Thảo còn là một tấm gương sáng trong học tập, với thành tích học tập nổi trội, khi kết quả môn học tổng kết đều trên 9 phẩy. Hơn nữa, Thảo còn là một trong những tấm gương tiêu biểu trong phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học của nhà trường, góp phần vào chiến thắng đạt giải nhất trong cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học toàn tỉnh, vừa được tổ chức tại trường Đọc Dệt Sen Đà Lạt. Ngoài cái giờ học trên lớp thì căng thẳng, rồi thì chúng em có tham gia các câu lạc bộ này để giải tỏa những căng thẳng, cũng như là tham gia giao lưu rồi học hỏi các kinh nghiệm học tập của nhau, cũng như là phong trào hoạt động để giúp cho các kỹ năng của tụi em được phát triển. Là một trong 60 thanh niên tiêu biểu được nhận bằng khen của tỉnh đoàn Lâm Đồng trao tặng trong hoạt động Tôi yêu Tổ quốc, sinh viên Ma Tuệ, năm 2 khoa điều dưỡng, trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, được xem là gương mặt tiêu biểu cho tiêu chí đạo đức tốt. Với lửa nhiệt huyết, tinh thần xung kích, trong 2 năm theo học tại trường, Ma Tuệ, một người con của đồng bào dân tộc Chu Ru ở huyện Đơn Dương, luôn sẵn sàng tiên phong, tham gia các hoạt động đoàn hội như chiến dịch tình nguyện, hoạt động hiến máu nhân đạo, hoạt động bảo vệ môi trường. Khi được tham gia các hoạt động đoàn thì mang lại cho em rất là nhiều điều bổ ích. Cùng tham gia các buổi tập huấn thì có thể thêm cho em thêm nhiều kỹ năng hơn trong cuộc sống cũng như là trong học tập. Hai bạn là hai đoàn viên rất là tiêu biểu, tham gia rất là tích cực và có hiệu quả ở hầu hết các cái hoạt động mà đoàn trường triển khai. Và điển hình thì để mà biểu dương, để mà đáp lại cái sự cống hiến đó của các bạn thì trong năm vừa rồi thì đoàn trường cũng đã giới thiệu cho một bạn tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Ở đâu đó trên vùng đất đỏ cao nguyên Đà Lạt này, vẫn còn nhiều những tấm gương học sinh sinh viên xuất sắc trong học tập cũng như các hoạt động đoàn hội. Với sinh viên Ma Tuệ hay sinh viên Phạm Thị Thảo, mặc dù ở họ chưa thực sự xuất sắc toàn diện, nhưng với năng lực bản thân, tinh thần cầu tiến, sự đam mê với các hoạt động đoàn hội đã góp phần xây dựng các hoạt động của tuổi trẻ Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng ngày một tiến bước. Thống kê trong năm 2016, sàn giao dịch việc làm Hà Nội trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố có khoảng 50.000 chỉ tiêu tuyển dụng về trung cấp kỹ thuật lao động phổ thông. Đặc biệt những tháng cuối năm, nhu cầu tuyển dụng tăng đột biến với trên 10.000 chỉ tiêu. Tuy nhiên, số người lao động đến tìm việc lại khá thưa thớt.